hôm trước nay mình không có làm clip mai của mình, lý do là lúc này mình vô vụ làm rẫy, làm sống đời nha các bạn. Thì các bạn cũng thông cảm, thì vài bữa mình có quẩn ít thời gian thì mình sẽ làm một cái clip gì vô cho kịp cái vụ thời vụ các bạn làm phân hay thuốc gì đó hay là bệnh gì đó cho các bạn xem. Tại vì cái sống đời này thì mình chủ yếu là mình làm sống đời này rất là nhiều các bạn ơi. Thì mình làm ở đây mình nhổ ra chút, mình sẽ đem lại miếng đất kia mình trồng trên kia, thì ngày nào mình cũng đi từ sáng sáng về, mình đi về mình tưới tưới xong về tới nhà 8 9 giờ tối các bạn, nên mình phải xịt thuốc mai ban đêm với khuya không đó, nên mình không có thời gian. Thì mình các bạn cũng thông cảm cho mình nha, tại vì cái sống đời này thì mình làm thêm, lý do nó cực dữ lắm, rất là cực. Còn mai thì nó nhàn hơn, nó ở nhà mình, nhưng mà mình nó làm sống đời này là để mai một năm các bạn chưa mai biết, có thể mình thu hoạch có một năm có một lần, thậm chí là nó có năm nó trúng năm nó chặt nữa, cái đó do thời tiết nó, chứ không phải là năm nào cũng được các bạn ơi, giờ phải có khách có mối rồi nữa. Còn mình làm sống đời này thì nó ít vốn hơn nhưng mà nó cực, nhưng mà mình vì đam mê mai nên mình sẽ làm sống đời này. Ví dụ một năm mình làm mai có một lần có tiền, còn sống đời này thì mình làm để mình trang trải trong một năm đó các bạn. Mình bán bông hay bán sống đời hay bán cái gì đó, mình sẽ lấy tiền đó ra mình sẽ mua phân thuốc cho mai, hoặc là dư chút đỉnh này mình sẽ mua cây mai, thí dụ vậy. Này nói chung là mai là vì đam mê, còn sống đời này mới chủ lực là mình làm để mình có tiền để mình thu nhập. Các bạn thấy rất là cực nè, như cây sống đời như vậy mình làm đó, các bạn thấy nè, mình sẽ nhổ lên đó, các bạn thấy mình nhổ như vậy, này là sống đời Thái nha các bạn. Mốt mình sẽ tới Tết có bông hay gì đó mình sẽ cho các bạn coi, mình trồng rất là nhiều nha, nhiều gấp 5 lần cái gò mai của mình đó. Thì các bạn thấy đó, mình sẽ cắt về rồi mình mới đem ra cấy. Thì cái này nó không có lợi nhuận được bao nhiêu nhiều tiền nên mình cũng không có mướn người ta làm nhiều nữa các bạn ơi. Thì các bạn thấy một cái vườn mai này một mình làm đó, chính tay ai cũng biết, rằng ai biết, một mình làm, mình không thuê, có khi nào chồng mình mới nhờ anh em thôi. Rồi mình sống đời này mình cũng làm lúc chồng mình mới mướn người ta trồng phụ đang trồng ngoài, các bạn chút mình sẽ đưa các bạn ra ngoài cho người ta cho coi đó. Thì các bạn thấy rất là cực, mình thấy các bạn thấy đó, mình làm như vậy mà hai nơi đó, một nơi mà rất là xa, cách nhau 10 cây số nữa các bạn, một cái vườn mai mình cách cái vườn sống đời mình là đúng 10 cây đó. Thì các bạn thấy mình làm á, thì một mình đã làm một vườn mai đã khó rồi, giờ mình nói nhiều khi người ta còn không tin đó, giờ đã mình làm thêm một vườn sống đời đúng một mẫu đất đó các bạn. Thì các bạn chúc mình sẽ đưa các bạn lại xem thấy cái đám của mình, các bạn thấy có làm nổi hay không thôi, bởi mình tưới nhiều khi một buổi chưa dốc đó. Nên nó rất là cực nên mình không có ra clip được mai. Thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha, tại vì mai của các bạn lúc này thì mình sẽ biết nó đang phát triển đang tốt, tại vì mưa xuống rồi thì nó cũng không có gì rắc rối, không có gì trục trặc luôn, nên vài bữa nữa có phát cho chuẩn bị bệnh mới hay là mùa này để làm cái gì hay phân gì, mình sẽ làm một clip gấp cho các bạn để các bạn tham khảo làm theo mình nha, chứ nên cũng thông cảm cho mình. Thì giờ mình tạm dừng ở đây đi, để mình đưa các bạn ra xem cái nơi mà mình làm nó cho các bạn thấy thực tế, để mình nói rồi các bạn nói là mình tại sao mà không có cho mình đến nhà mình và cho tham quan mai này kia, mình không hẹp hòi vấn đề đó các bạn. Nhưng mà tại vì mình đi làm suốt từ sáng tới chiều, giờ mình về đây tối rồi, nếu các bạn vô ban đêm các bạn cũng đâu có thấy cái gì. Mà nếu mình chỉ chỗ cho địa chỉ các bạn như nhà mình thì giờ các bạn vô mà mình cũng không có nhà sao mình tiếp các bạn, tại mình sống đây có một mình thôi. Thì mình cũng nói thêm một lần này, để nhiều các bạn hỏi mình nhà ở đâu nơi nào thì mình cũng nói thiệt, mình đó là ở xã Hân Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Thì các bạn có xem clip này thì cũng không hỏi mình nhà ở đâu và địa chỉ ở đâu nha, nhưng mà mình ít khi ở nhà lắm, chắc có lẽ là dịp Tết hay gì mình mới ở nhà các bạn, chứ giờ mình đôi khi mình về cứ đi đi nhiều hoài mình cứ đóng cửa là thôi, chứ mình đâu có ai đâu mình mở cửa ra. Thì mình các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Thì mình ở bây giờ mình đi làm suốt ở bên kia đó, chiều mình mới về, giờ mình cũng đi nè các bạn. Giờ đó thì mình đưa các bạn ra đây xem đó, đó mình trồng ở nay là mấy ngày rồi, từ đó lên tới đây đó các bạn. Thì bây giờ đang bơm nước rồi vô nè, để nắng quá mình có nước để mình tưới nó, chứ mình trồng không nó cũng không có được các bạn ơi, nó hư giống cây giống hết, tại cái giống này nó cũng sống đời Thái này, nó cũng mắc tiền các bạn. Đó, thì các bạn thấy mương bơm đều đều hết đó, bởi cái công việc của mình thì nói ngay nó nhiều lắm mà các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Nên ngày nào mình cũng đi làm vậy hết, rồi giờ chút là mình lội mình tưới, mình tưới xế đó các bạn, tưới mấy tiếng hồ mới giáp, tưới cũng khoảng cỡ 5 tiếng đó. Đó các bạn thấy nó mù mù không? Đó bên đó thì người ta cũng sửa phụ mình đó, chứ
Rồi cái khu bên đây là mình cũng chưa 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 sửa kịp nè. Này giờ mình bơm nước rồi xong đặng mình tưới lên mình sửa mình trồng luôn các bạn, đặng mình mới về mình uống mai hay là mình làm công việc mai thêm. Ví dụ sáng mình lên đây mình tưới thì chiều mình về mình làm bên mai, chứ giờ mình đi vô đây hoài thì mình bỏ mai hoài nó cũng hư. Mai thì nó vốn nó nhiều nhưng mà nó thì làm nó sẽ có đó thôi, chứ nó thu nhập nó không có, nhiều khi nó không có chắc ăn bằng cây giống sống đời này các bạn. Cái này thì sống đời thì nó cực đó, các bạn thấy mình làm bạc ngàn luôn đó. Đó, các bạn nhìn đây, chứ nhìn xuống dưới kia nó mù 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 dưới đó. Này một mẫu á các bạn. Bây giờ mình bơm nước vô ao hết rồi, nào đây nè. Các bạn thấy không, mình trồng vậy từ cây từ cây từ cây, giờ mình gây nãy ở dưới nhà mình nhổ đó các bạn, mình gây hôm Tết đó, lúc mà mình thay mai ra mình lấy cái phân của mai phân cũ đó, mình gây nó, mình dăm nó, giờ mình đem ra đây nó lớn đem ra đây mình trồng, thì các bạn thấy mình chiên chở mình đem tới đây mình cắt rễ mà làm ra hàng chục ngàn cây này, nó cũng quá trình nó dài lắm đó các bạn ơi. Nên là mình làm nó chủ yếu là nó nhiều thứ, ví dụ hai loại mai sống đời không đó, thì đặng mình cái này mình có thu nhập đồ, mình có động lực để mình mua cây hay mua mai tiếp các bạn. Nhưng mà này là mình nói với các bạn rất là cực nha, nói các bạn thấy như vậy chứ không phải là đơn giản đâu. Khi ra đây trồng xong mốt mình cũng phải dẫn xịt thuốc bệnh như là mai các bạn, chứ sao nó bệnh nó xong kim nổi gòn hết mình bán cũng không được đâu. Đó, các bạn thấy không, mình làm nè đó, mù 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 ở dưới đó đó. Cái này là tới 29 30 cái dòng đó các bạn, thì các bạn cứ hình dung đi, một cái dòng này nó lớn lắm nha. Thì nó cũng nhiều lần rồi, thì mình nói công việc mình nó nhiều rồi, anh em nói là nhiều khi mình nói anh em không tin, là nói nhiều khi mình ích kỷ hay này kia, mình không có cho đưa các bạn về vườn hay là cho các bạn tham quan hay là gì. Nhưng mà mình thiệt tình hôm nay đó là mình cố tình mình đưa cho các bạn xem để thấy mình làm thực tế đó, thì cho các bạn thấy đó cái công việc mình nó nhiều lắm, nên là mình đâu có ở nhà đâu, hoặc mình cho các bạn đến đến là cũng đâu ai đầu tiếp, mà các bạn thấy các bạn vô cũng đâu có được đó, nên là các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Tết các bạn thấy bây giờ còn đỡ, chứ ngày mà 25, 27 Tết mình còn công việc mình nó còn lu bu dữ nữa các bạn, vừa bán bông rồi vừa bên mai rồi chị cho thuê mai rồi, nó nói chung là nó cũng rắc rối với mình nhiều thứ lắm. Các bạn thấy máy móc mình để đầy trời đó để mình tưới đó. Đó các bạn thấy nè, ở đây là cái máy này để mình tưới lên đó các bạn, mình bơm nước vô mương xong rồi bắt đầu mình mới tưới tưới lên sống đời này các bạn. Còn ở bên ngoài kia là cái máy mình đang tát tát nước vô để mình có nước mình mới mới làm được cái này các bạn ơi. Nói chung là mình sẽ đi qua nhiều giai đoạn rắc rối lắm, bạn thấy mình bơm nước đầy mương đầy đầu hết á. Đó. Đó, ở đây là mình tát lên đó các bạn, mình tát lên là nãy múc cái chậu chển á để mình có nước rồi mình sử dụng nữa đó. Bạn thấy mình làm cái quá trình mình nó cũng dày đặc các bạn ơi. Đó giờ các bạn nhìn lên trên cái đầu trên của mình hồi nãy đó, mấy người mà đang cào cào cuốc người ta nhìn nhỏ xíu rồi, các bạn hình dung nó xa cỡ nào thì nó rộng lắm. Thì bởi vậy mình vừa làm dưới kia mà vừa lên trên cái này thì các bạn thấy mình đi lu bù trời đất luôn, nên thậm chí tối mình còn chưa về nhà nữa các bạn ơi. Đó thì cũng anh em, nhiều anh em nói mình ha này kia là mình có làm thiệt không, hay là mình nhiều khi mình không hẹp hòi không cho các bạn đến. Thật ra là mình làm rất là nhiều cái công việc của mình, nay mình cho các bạn xem đó. Bởi khi nào cái cây mình lớn có bông này kia thì anh em nào ủng hộ mình mua để đi bán hay bán mấy chợ nhỏ hay gì đó mình cũng bán sỉ cho các bạn, thì ở đây mình bán giá nó số lượng lớn các bạn ơi. Thì các bạn đi mua bán ra mấy chợ mình thấy người ta bán lẻ, người ta cũng mấy thường năm mình làm người ta cũng mua đó các bạn. Thì tới mùa bông hay gì các bạn mua ủng hộ mình để vậy mình cũng vừa có tiền có động lực làm, các bạn cũng được cái bán nhỏ lẻ cũng làm kinh tế cho các bạn nữa, cũng bên nào cũng có lợi hết các bạn ơi. Thì hôm nay thì mình đưa mình không phải hôm trước nay là mình nay mai mình cũng sẽ làm một clip mai gì đó, hay là cái bệnh thuốc phân gì đó cho các bạn xem, mà để lâu quá rồi các bạn nói mình không làm thì tại công việc mình quá nhiều. Thì bây giờ mình làm là dán tranh thủ vài ngày nó cho xong hết đi rồi mình sẽ làm những cái clip mai lại cho các bạn, thì các bạn cũng nhớ ủng hộ mình nha, cũng chờ mình ủng hộ mình chứ thấy mình làm vậy thì anh em thấy mình đó thì nhớ đăng ký cái kênh mình ủng hộ mình, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Chào tạm biệt các bạn.